Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị có thêm một khách sạn 5 sao với hơn 350 phòng nằm ngay khu đất vàng công trường Mê Linh đối diện sông Sài Gòn. Đáng chú ý, đây sẽ là khách sạn 5 sao đầu tiên được quản lý bởi tập đoàn Hilton Worldwide tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, tập đoàn Hilton Worldwide của Hoa Kỳ vừa công bố việc ký kết hợp đồng quản lý với công ty cổ phần Sài Gòn Cửu Long để quản lý khách sạn Hilton Sài Gòn. Khách sạn 5 sao này tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ mở cửa đón khách vào quý 4 năm 2019. Với hơn 350 phòng và các tiện nghi như spa, casino, hai nhà hàng, khu vực hội nghị, hồ bơi ngoài trời, khu vực giải trí v.v., tập đoàn Hilton Worldwide hiện đang điều hành khách sạn Hilton Hà Nội Opera, Hilton Garden Inn Hà Nội cùng với ba khách sạn khác trong chuỗi bao gồm Hilton Đà Nẵng. Ông Guy Philip, phó giám đốc mảng phát triển kinh doanh khu vực châu Á, châu Úc của tập đoàn Hilton Worldwide cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, là một điểm đến yêu thích của khách du lịch và giới doanh nhân. Chính vì thế mà tập đoàn này quyết định hợp tác cùng công ty cổ phần Sài Gòn Cửu Long để phát triển Hilton Sài Gòn, là một trong các dự án trọng tâm tại Việt Nam. Lý giải vì sao chọn thương hiệu Hilton, ông Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sài Gòn Cửu Long cho biết, ông hy vọng với sức mạnh của thương hiệu mang tên Hilton, khách sạn Hilton Sài Gòn sẽ trở thành một trong những khách sạn hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Hilton Sài Gòn nằm ngay quảng trường Mê Linh, đối diện bờ sông Sài Gòn. Đây cũng là khu vực đã được quy hoạch thành phố đi bộ đối diện đô thị mới Thủ Thiêm tương lai. Đây cũng là khu vực thương mại sầm uất đang tập trung nhiều tòa nhà hạng A và nhiều khách sạn, trung tâm thương mại cùng các cơ quan hành chính. Hilton Worldwide hiện đang quản lý hơn 570 khách sạn trên các châu lục.